Tắt thị trường chứng khoán Hàn Quốc ngày 31 tháng 1 năm 2024. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Kospi giảm 0,09% và Kosdaq giảm 2,39%. Hãy cùng điểm qua những tin tức chính về thị trường chứng khoán Hàn Quốc hôm nay. KT Group sẽ đầu tư 66,5 tỷ won vào Rebellion, một công ty startup thiết kế chất bán dẫn AI trong nước. Có vẻ như tập đoàn này đang mở rộng liên minh với các công ty có kỹ thuật trong lĩnh vực AI và chuẩn bị cho các dự án AI mới. GS Group công bố kết quả kinh doanh tạm thời năm 2023 với doanh thu đạt 13,437 nghìn tỷ won và lãi trước thuế 388 tỷ won thông qua thông báo công bố vào ngày hôm nay. Được biết đây là số lãi trước thuế và lợi nhuận dòng ghi nhận lớn nhất trong 22 năm qua. Tập đoàn cung ứng thiết bị điện Taihan sẽ tiếp quản nhà máy cáp Á dập sau đi. Khoảng 89 tỷ won trong số vốn mua lại sẽ được huy động từ quỹ phát triển công nghiệp Ả Rập Xê út. Theo thông báo công bố vào ngày hôm nay của tập đoàn LS Marine Solution, lãi trước thuế đạt 13,1 tỷ won, lợi nhuận sau thuế tăng Nam Yang Dairy Products tăng điểm bởi tâm lý đầu tư ổn định trở lại khi có thông tin Han và Company trở thành cổ đông lớn nhất của Nam Yang Dairy Products tranh chấp quyền kinh doanh kết thúc. Kia ghi nhận đợt giá cao mới trong lịch sử sau sự tăng điểm vào ngày hôm qua, vượt bật ông anh lớn Hyundai về giá trị vốn hóa thị trường. Kia đã đạt được thành tích cao nhất từ trước tới nay. Ngày càng có nhiều kỳ vọng vào việc kích thích giá cổ phiếu bằng chính sách lại cổ phiếu của Kia. Nozo Pen công bố kết quả kinh doanh với lãi trước thuế là 40,7 năm 107 tỷ won, tăng 56,1% so với năm trước, 26,1 tỷ won công ty chứng khoán đầu tư Hàn Quốc đã đi đến ký kết mô cùng với Abitus Associates, một công ty con của tập đoàn tài chính Hàn Quốc, cho biết họ đã ký một thỏa thuận kinh doanh để phát hành token chứng khoán STO với công ty điều hành Actil. Tin tức đáng chú ý ngày mai, ngày 1 tháng 2 năm 2024, Tổng thống Hàn Quốc phục quyết dự luật về thảm họa dẫn đạp Itaewon, thực hiện quyền yêu cầu xem xét lại nghi ngờ thao túng cổ phiếu của phu nhân Kim Jong-hee, câu lạc bộ 5 tỷ won Giang đông Văn phòng công tố viên đặc biệt chú ý đến vấn đề cải tổ hệ thống bầu cử áp dụng cho cuộc tổng tuyển cử ngày 10 tháng 4 tới đây dự kiến sẽ trở thành chủ đề bàn tán. Kakao Healthcare dự kiến sẽ ra mắt giải pháp quản lý bệnh tiểu đường Pasta vào ngày 1 tháng 2. SK Bioscience dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 4. Xu hướng mua sắm trực tuyến tháng 12 năm 2023 sẽ được công bố vào lúc 12 giờ ngày mai. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin tài chính Hàn Quốc nhé.